Xin chào anh chị quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Hiền Bốn Bánh ha. Hôm nay ngày 18 tháng 12 2022. Ngày chủ nhật anh chị ha. Hôm nay em quay giới thiệu những cái xe còn lại bên em. Thì đợt cuối tháng 11 em có quay một cái clip tổng hợp những cái xe có sẵn tại cửa hàng á thì giảm giá sốc. Thì đã bán được phân nửa anh chị. Giờ thì cũng chỉ còn khoảng mười mấy xe thôi. Đó thì sự thời điểm này mua máy rất chậm luôn nên tụi em giá cả tụi em có thể bán lỗ hoặc là chấp hoài vốn để thu hoài vốn là nha anh chị. Nên anh chị đang tìm xe đi Tết, đi dịp cuối năm, nếu mà đúng nhu cầu anh chị đang quan tâm thì anh chị cứ liên hệ cho Hiền ha. Giá cả tụi em sẽ linh động, thu hồi vốn hoặc là xả lỗ để anh chị có xe đi Tết luôn. Đó, thời điểm này thực sự luôn cơn bão tài chính nó ảnh hưởng rất là nặng nề. Nói nhiều khi anh chị không tin là buôn xe mà làm sao mà lỗ được. Nhưng mà có đó anh chị. Thời điểm này là coi như là nội chi phí tài chính mặt bằng nhân viên là đã lỗ rồi. Thôi nhưng mà không sao, kinh doanh mua bán mà. Thời điểm này thời điểm khác. Nên hôm nay em sẽ giới thiệu những mẫu xe còn lại bên em ha. Anh chị nào mà thích chiếc nào thì cứ alo cho em. Đây là Fortuner máy dầu sơ động 2021, giá cực kỳ hợp lý luôn. Xe này đi đi mới có hai mấy ngàn à, đi 2-3 ngàn. Sơn xi còn đẹp lắm. Cái phiên bản này là form mới anh chị, nó thêm phần cụm đèn full led hết. Rồi cái hệ thống lái là trợ lực biến thiên theo tốc độ nên ta lái nó nhẹ hơn so với những phiên bản trước. Xe này 2021 biển Bình Dương nha anh chị. Tụi em đang chào là 1090. Bên đây là chiếc Innova Venture. Cái này cũng mới lấy về, xe đi cực kỳ ít luôn. 2018. Số tự động bản Venture màu đen, biển Bình Dương luôn anh chị. Đi mới chỉ 20.000 km thôi. Đúng chất nha anh chị, xe đúng chất là đi rất ít luôn, vỏ là còn theo xe hết, chỉ có cái vỏ này là em bên em có hỏi với khách hàng là họ bị bể bánh, họ bị nổ lốp nên họ thay cái này, còn ba bánh còn lại là đều là zin hết anh chị, gai vỏ nè, đó. Xe đi 20.000 mà vỏ nó dày cui luôn. Nước sơn đẹp lắm anh chị. Đó. Chị thấy cái vô lăng không? Rất là mới luôn nè. Cái này ghế nỉ zin theo xe luôn. À, ghế rất là đẹp luôn anh chị. Rồi xe này thì bên em đang chào là 699 nha anh chị. Tiếp theo là Rod. Cross này, xe Cross này là 2021 anh chị ha, màu trắng ngọc trai, nhập Thái Lan. Xe này thì đi đi 20.000, đi cũng khá là ít anh chị. Đó. Xe Cross này bây giờ nếu mà xe mới anh chị qua năm chị mua là tăng giá đó anh chị. Giờ do chi phí vận chuyển, chi phí nhập khẩu rồi nó tăng nên hầu như là xe những cái xe Cross này là qua năm là tăng giá. Xe này biển tỉnh luôn anh chị, tụi em đang để giá 865, 2021 đi 20.000. xe này thì chốt rồi anh chị, qua tuần bên em giao cho khách. Này Innova 2018. Đây là form mới luôn 2021. Em có hai chiếc, một chiếc đi 58.000 với một chiếc đi 20.000. Thì chiếc đi 58.000 thì nói chung là không phải xe kinh doanh nha anh chị, nhưng mà tại vì khách hàng ở tỉnh á, họ có những cái xưởng ở miền Tây họ di chuyển nhiều chứ không phải là không phải xe kinh doanh gì hết. Xe đó xe 58.000 thì tụi em đang chào bán là 1.060. Nói chung hai chiếc này thì còn rất là đẹp, sơn xi còn đẹp lắm anh chị. Không phải là quan trọng chất xe, số km nó chỉ một phần thôi.
Tiếp theo là Rai. Chiếc Rai này là hình như là 2022 luôn, sản xuất và đăng ký 2022 luôn nha anh chị. Màu trắng, đi 8.800 km, giá đang chào là 599 nha anh chị. Rai thì phù hợp anh chị nào mà đi đi gia đình nữa, nhỏ gọn ha, đi tiết kiệm, rất là tiết kiệm luôn. Đây, nếu mà đường trường nó khoảng 5 lít đây. Máy tu 1.0 turbo. Con này thì cũng biển tĩnh luôn anh chị. Thì xe nói chung là cái mẫu này cũng rất là hot nè. Thời điểm bây giờ mua nó cũng đỡ hơn lúc trước, nhưng mà cũng phải chờ anh chị. Đó, nếu anh chị nào xe cần xe đi Tết mà kiếm cái xe lướt để tiết kiệm được khoảng một ít thì lấy xe này, tại vì xe này nó cũng cận cận với giá xe mới á. Mấy cái xe lướt thì nó không có rẻ hơn nhiều so với xe mới đó anh chị. Đó. Nhưng mà ví dụ anh chị là cần chiếc xe để sử dụng thôi, để mình trải nghiệm, hoặc là mình mua mình sử dụng, không quá đề cao đến việc một chủ hay gì đó, thì lấy xe này ok nha. Nói chung tiết kiệm được cũng nếu mà sót thêm tính luôn tiền phụ kiện khoảng 50-60. Tiếp theo là Camry, con này 2020 đi cũng hai mấy ngàn. Rồi cái xe này nó giá nó lên được 4 cái mâm phơm mới, rất đẹp anh chị. Màu đen, nội thất be. Con này cũng yên tĩnh luôn. Lên 4 cái mâm nhìn nó khác biệt hẳn nha anh chị. Xe còn thơm mùi mới luôn. Rất là xe kỹ lắm anh chị. Xe này dán bọc nè. Rai này thì giờ tầm tiền 5-600 mua xe này hợp lý nè anh chị. Quay thêm về chiếc này, tại chiếc này cũng mới về nên quay kỹ cho anh chị xem ha. Đó, còn mấy cái thảm sàn zin luôn nè. Thì mấy xe lướt này nó cũng không khác gì xe mới anh chị. Nếu mình chị lấy thì nó tiết kiệm hơn được cái phần thuế, với lại mấy cái option khách hàng gắn thêm nhiều dán phim nè, lót sàn 5D đồ này nọ nè. Đó. Xe này đợt trước họ mua cũng phải lắp kèm lạc anh chị. Dòng này có cảnh báo điểm mù nữa. Đây là máy dầu số sàn 2018, xe nhập khẩu nha anh chị. Xe này thì đi 145.000. Xe này công ty xuống hóa đơn cho mình, biển LD luôn. Nếu anh chị nào mua ở Sài Gòn tiết kiệm được 20 triệu nha, được bấm số lại luôn. Đó. Xe này công ty thì hay chở giám đốc đi, nó đi hơi nhiều xíu, nhưng mà bảo trì bảo dưỡng là trong hãng hết anh chị, bảo dưỡng rất là đều luôn. Con này thì đang chào 820. Đây là mấy cái xe mới bên em, đây là xe mới nè, rất là nhiều xe cuối năm xe về nhiều lắm chị. Vlog, đây là Innova 2019, xe này cũng để giá giá vốn cho anh chị luôn, 601 2019, chất xe còn mới lắm chị, đi 86.000. Biển tĩnh. Bên đây là Innova Venture. Con này thì độ khá nhiều option. Em có quay trên clip một lần rồi. Giờ còn có 870 mấy thôi. Xe này lên rất nhiều đồ chơi. Đây là Legender
2022 luôn, đi mới 2.000 cây đây. Hôm nay xả giá cho anh chị luôn 1.250.000 biển tĩnh. Bên này là máy dầu số sàn 2020. Xe này hình như đi 5.000+ á. 9.500. Còn bên đây là máy xăng số tự động, xe nhập khẩu 2018, đang chào 8.800. Còn bên đây một chiếc Fortuner 2 cầu 2013. Chiếc này cũng nằm khá lâu do cũng khá kén khách. Phiên bản 2 cầu này kén khách lắm. Nếu mà thích, anh chị nào thích trải nghiệm hoặc là hay đi những cung đường đèo dốc á, mấy anh chị ở tỉnh thì lấy con này phù hợp nè, vùng cao Tây Nguyên nữa. Giá hợp lý lắm. Con này 2013 mà còn đẹp đó anh chị. Đi 107.000. Đang để là 535 nha anh chị. Ở đây tụi em đang hoàn thiện khu vực chăm sóc làm đẹp xe nè. Đó. Bên em là Toyota chính hãng nên anh chị sẽ được phục vụ với chất lượng cao nhất. Đó. Xe là được chăm sóc làm đẹp theo tiêu chuẩn của Toyota hết. Rồi, những cái xe này thì bên em vẫn còn có thể linh động hỗ trợ trả góp cho anh chị nha. Bây giờ tụi em sẽ hỗ trợ ngân hàng Toyota cho anh chị, chứ thực sự những ở ngoài họ không có nhận làm ngân hàng nữa, bởi vì thời gian giải ngân rất là lâu. Bên em là đại lý chính hãng thì có Toyota đứng ra bảo lãnh làm ngân hàng cho anh chị. Rồi, những cái xe này anh chị nào quan tâm mẫu xe nào thì liên hệ cho Hiền ha. Giá cả thì anh chị cứ đến xem xe đi rồi mình có thể thương lượng thêm. Quan trọng là anh chị thích, anh chị chốt là có lời, hoặc là thậm chí là xả lỗ cho anh chị luôn để anh chị có xe đi dịp lễ nha. Rồi, em xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.